Nghề độc, người lạ, cùng Quang Thảo khám phá và chia sẻ. Vớt xác trên sông, cứu người tự tử. Đó là công việc hơn 40 năm qua của người đàn ông sống bên cầu Bình Lợi. Đằng sau những lời ca tụng là cả một nỗi niềm thầm lặng. Đằng sau mỗi hành động nghĩa hiệp luôn có sự hiểm nguy. Hãy cùng Quang Thảo Channel khám phá công việc vớt xác cứu người và chia sẻ cuộc sống của người đàn ông nghĩa hiệp này. Ông Ba Chúc. Cái nghiệp của tôi thì vì tôi thấy người ta như vậy tôi xót xa quá, nhanh lên một tí thì cứu được cái mạng sống của người ta rồi. Có người tự tử kìa. Mấy cái ngón tay không còn nữa, coi như là có thể thấy cái sọ cái luôn. Gặp người đi mặc áo trắng. Ở đâu? Mới bộ đồ áo trắng luôn, mình đầu ghe về nè, đi trong bờ nè. Như vậy. Wow, quá đẹp. Ê, sao quay vậy? Quý vị ơi, bây giờ nhìn thấy xa xa là nhà thờ Fatima nha quý vị. Chú Ba ơi, chú ở đây là cái view triệu đô đó chú. Tôi, một con người nghèo khổ, sống trên mặt nước mà tôi còn muốn sống, muốn đi gì các bạn. Nghề độc, người lạ, cùng Quang Thảo khám phá và chia sẻ.